Hello, hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới cũng như là thật là nhiều sức khỏe đó. Thì bây giờ em lên một cái round thứ hai cho anh chị em xem. Thì chào màu má trắng thì hồi sáng em đăng nó khoảng chừng 150 con, hiện tại em còn có 9 con thôi mọi người nha. Đó thì em còn chuồng số 1 em đang để 5 con, chuồng số 2 là còn có 4 con thôi. Rồi cái hiệp 2 này thì em về phải nói là chè lửa rất là nhiều, bữa nay sổ rẻ cho anh chị em nha. Chè lửa nè, chè than nè, đó vô chuyên môn nè, đó 5 con chào màu nha. Đây chào màu má trắng thì vẫn giá không thay đổi nha, 5 con giá là 1 triệu nha mọi người nha. Đây chuồng này có 5 con rất là to rất là đẹp nha, đó còn được có 9 con nè mọi người. Đó cho nên là tranh thủ làm cái clip này cho anh chị em có nhu cầu tham khảo ha. Đó thì nếu mà anh em nào lấy một cặp ha, hai đứa nha, hai đứa là 450k, còn nếu lấy 4 con ha, 4 con như thế này nè 800k nha, còn chuồng này có 5 con thì giá là 1 triệu đó. Rồi tiếp theo bữa nay sổ rẻ cho anh chị em nha, chè lửa này 5 con nha, chuồng này chuồng số 3 nè, đó em ghi chuồng rất là rõ ha. Hồi sáng này thì những cái chuồng này toàn chào màu không à, mà bữa nay sáng giờ hết rồi đó, còn được cái 9 con thì quay cho anh chị em xem. Thì bây giờ tiếp tục review cho anh chị em xem, thì ở chuồng này có 5 con nha, bạo hành mắt móng mỏ tay chân đầy đủ ha, thì có đuôi ngắn có đuôi dài, chuồng này có 5 con nha, 5 con giá là 750k nha mọi người nha, 5 con nha, 750k không tạch lỗi nha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ không lỗi. Đây ở trong góc này thì có hai con đang nằm, hai con đuôi dài nè, rồi phía trên cầu này cũng có một con đuôi dài đang đứng nè, đó rồi bên này cũng có con đuôi dài nè, đó đuôi dài lắm luôn nha. Đó thì 5 con nha, thì có lọt lọt khe đó, giống như là mấy chị hay kêu là có quần lọt khe đó, thì có con này lọt khe nè, nó đuôi ngắn đó, nó nhảy ra ăn sâu nè, đó cái con nãy nằm trong góc đó, nhảy ra ăn sâu rồi ha. Đó thì có 5 con nha, thì trong này có 4 con đuôi cũng xin lỗi mọi người, có 3 con đuôi nó coi như là gần 18 và có 2 con thì đuôi nó ngắn ngắn do là nó cũ lông rồi ha. Đó thì 5 con này nha, 5 con nha, giá là 750k nha. Đó. Rồi tiếp theo chuồng này chuồng thứ tư nè, hồi nãy là chuồng số 3 nha, bây giờ là chuồng số 4. Đây chuồng số 4 này 5 con này đuôi tương đối đều nhau hết ha. Đó thì em rang nguyên thùng như thế nào em để nguyên thùng vậy luôn. Không có lựa lọc ha. Tại do anh chị em cũng biết rồi ha. Hàng thường thường này thì em không có, thường em không bao giờ em nuôi hết đó, chỉ có nuôi là nuôi chim bông thôi. Ở đây có con đuôi xòe rất đẹp nè, đây con này nè, con đứng trên cầu nè, đó đứng trên trên cầu phía bên tay trái đó, đuôi xòe ha, đuôi đứng là xòe y như xòe than đó. Chuồng này có 5 con luôn nha, là 750k nha. Đó anh chị em nào mà lấy hai chuồng nha, hai chuồng á, hai chuồng luôn là 10 con ha, giá là 1,4 triệu nha. Đó còn nếu mà mua lẻ 5 con đó, thì giá là 750k đó, một chuồng 5 con đó. Chuồng số 3, chuồng số 4, bây giờ chuồng số 5 à, chuồng số 5 có hai con nha. Hai con này thì 350k nha. Đó, một con này đuôi ngắn mà đuôi tôm đẹp nè. Rồi một con bên tay phải nó cũng khá đẹp luôn nè. Đó, hai con nha, hai con giá là 350k nha. Đây, đó chuồng này cũng hai con, chuồng này chuồng số 6 nè, có hai con luôn nè. Đây, một con nè, đây con này. Con này đuôi cực ngắn luôn nè. Nhưng mà cái hàng này em không có bán hàng đuôi cực ngắn nha. Do là biết sao mùa này lông nó cũ rồi, mình bán mình không có đảm bảo được. Đó. Vì sao mà không đảm bảo biết sao, lông nó cũ là một cái, thứ hai lỡ xui xui mà ví dụ mùa sau nó thay lông ra dài, cái anh em mắng bố em kêu ủa thằng Thành nó bán chim đuôi ngắn mà sao dở ra dài, tội nghiệp em đó. Cho nên là em bán bằng giá chim bổ nha, hai con giá là 350k nha. Đây bảo hành mắt móng mỏ tay chân không lỗi nha, rất là siêng tạch luôn nha. Đó chuồng này chuồng số 6 nha, đó cái con mà bên đây phải rất là siêng tạch luôn, đập chạy đó đã chưa. Đó mua lẻ là 180k một con nha anh chị em nha. Rồi đó thì hai con giá là 350k, 5 con giá là 750k, 10 con giá là 1,4 triệu nha. Đó hàng phải nói cực kỳ rẻ luôn, rất là đẹp, rất là siêng hot nha. Đó lông nó cũ rồi ha. Rồi chuồng này là chuồng số 7 ha, có hai con đuôi cũng tương đối dài nhưng mà có một con nó bị thiếu lông đầu do là lông cũ là một cái, thứ hai nữa là trong cái vấn đề mà mình để trong thùng á thì nó có coi như khều qua khều lại cho nên bị thiếu cái lông đầu đó, nhưng mà bảo hành mắt móng mỏ đây chân, đây con đuôi dài nữa đang đu trên nè, đuôi dài lắm nha. Đây đuôi rất là dài, đây là chuồng số 7 nha. Đó chuồng số 7 có hai con, em nhắc lại nha, cứ hai con giá là 350k nha. Đây chuồng số 8 nè, đây chuồng số 8 nè, đây một con đuôi dài một con đuôi ngắn đó, bán hàng coi như là lọt khe xen kẽ rồi ha cho anh chị em đó, rất đẹp mà đuôi đều ha. Đó con bên tay phải ha, thấy không đó, mua lẻ nha anh chị em nha, mua lẻ giá là 180 nha, còn nếu mà mua hai đứa nha giá là 350k đó, em nhắc lại nha. Rồi tiếp theo ở bên này thì có hai con lửa đuôi 18, một con 18 đẹp, một con 18 mà nó bị so le ha. Con này chuồng số 21 nè, 18 đẹp nè, 300 cành nha. Đây 18 đẹp nè, 300 cành, chuồng 21 nha.
Đó, 18 mà đuôi đẹp nha, bản lớn nè, con này nè, 18 bản lớn nè, 300 cành. Rồi con này số 22 18 mà bị so le rồi, chết bà, thiếu băng keo. Ấy lộn, xin lỗi. Nó bị dính cái tờ giấy, dán nó không dính nha mọi người nha. Con này thì rẻ. Con này có 250k thôi, do nó bị so le, đuôi dài lắm luôn nè. Đây. Nó bị so le. Đó, mà lông cũ thì anh em chịu khó về ôm lông thôi, không sao hết ha. Tướng rất là mini ha. Đó. Con này 18, con này chuồng số 22 18 so le nha. Đó, 250 cành. Rồi bây giờ review lại. Còn mấy con tha này sáng này ế nè. Đây. Con số 9 này khách mua rồi ha. Bây giờ tiếp theo nè, con số 10 nè. Đây con số 10 ha. Đây. Chuột than truyền nha. Chuột than truyền trống 350k nha. Đây, một con. Con này con số 10. Rồi tiếp theo, con số 11 nè. Rồi đây con số 11 đó, cái tay em nó ngắn quá không có với tới quay được cho anh chị em, cho nên là mới phải cần cái sự trợ giúp của cái cây gimbal để gắn vô cái điện thoại để mà quay cho anh chị em nè. Con này số 11 nè, này kê sát vô nó nhét nè. Đó đây số 11 nè. Ủa số 12, số 13, ủa 12 13 là khách mua rồi nha. Rồi bây giờ còn nè 14 nè. Đây 14 đuôi tôm đây, đó rất là tịnh, đó tịnh y dương thành luôn. Đây số 14 nè. Rồi tiếp theo số 15 nè. Đây, số 15. Đó, đèn thui như như con trẻ than Indo, con này nó bị chảy tí xíu mỏ cho nên là em không có để sát cho em quay được nha. Đó, dính dính màu là coi như là em bị không có cho đăng clip đó, cho nên là anh chị em thông cảm nha. Rồi con này là 16 nè. Rồi thấy thấy nó bị lỗi trước mắt rồi nha. Thấy lỗi trước mắt rồi, nhanh gọn lẹ cho anh chị em nha, 250k nha. Rồi bên này 17 khách mua rồi, 18 18 là khách dưới Vĩnh Long nè. 18 nè, đang đợi khách ở dưới Vĩnh Long chuyển khoản nè. Đó. À quên, xin lỗi mọi người ha. Con 16 với con 23 đó là một cặp. Con 23 là con mái nha. Đó anh chị em nào lấy nguyên cặp em để rẻ cho 400k thôi nha. Nguyên một cặp luôn. Rồi. Bên này là 19 nè, 19 rất là to nè. Đây con số 19. Rất là to ha. Đó. Rồi con này số 20 là con cuối cùng ha. Đó thì làm cái clip thứ hai này thông báo cho anh chị em là em còn được 9 con trà màu má trắng nè. Đó, sáng nay về 200-300 con. Ấy xin lỗi mọi người, 200 mấy chục con á. Để em đếm lại coi. 20 7 chuồng là 140, 140 với lại 4 chuồng 10 con nữa là 108. 108 ở ngoài này coi như là 4 chuồng 5 con là 200. 4 chuồng 2 con, 108 với 4 chuồng 2 con 20 con là 200. 200 với lại 2 4 6 8 khoảng chừng 210 con nè. Thì em còn có 9 con trà màu mái trắng thôi nha mọi người nha. Đó, bây giờ là coi như là review lại cho anh chị em nè. 9 con trà màu mái trắng, chuồng số 1, chuồng số 2. Rồi. Rồi tiếp theo chuồng số 3, chuồng số 3 là 5 con trà lửa nè. Chuồng số 4 5 con trà lửa nè. Chuồng số 5 là có 2 con trà lửa nè. Số 5, số 6 2 con. 5 6 7 8 là mỗi chuồng có 2 con ha. Rồi chuồng số 21 22 là chuyền lửa đuôi 18 nha. Rồi chuyền than thì số 9 nè. 9 14 19. Rồi, chuyền than để em đọc lại cho anh chị em nha. Số 9 là khách mua rồi, xin lỗi mọi người, số 9 là khách mua rồi. Em sẽ đọc từ số 10 nè, anh chị em chịu khó xem giúp em nha. Số 10 nè, số 11 nè. 14 nè, 15 nè. 16 là bị lỗi nè. Đó, 16 là bị lỗi bán nguyên cặp luôn là 400k nha. Chống máy là nguyên cặp 400k. Rồi số 19, số 20. Đó, hết rồi nha mọi người nha. Bye bye và xin chào. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong cái video tiếp theo nha. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi.